tiếp tục giới thiệu con máy xịt tố có một đẹp mặt này. Có chốt an toàn ở đây, con của hãng Tepcom, cối gần nặng như cối đá thủy tinh cực dày cả, chốt an toàn nó làm đấy. Một con Tepcom xịt tố đẹp mắt, con này là hai trăm bốn mươi watt thôi nhé. Lưỡi Titan bọn này rất sắc, hớ ngớ các bác rửa hết sức cẩn thận nhé, rất tay như chơi luôn đấy. Lưỡi kiếm chắc chắn, xét thử các bác. Một số nháy này các bác nha. Trên lắp này có mở ra được này. Mở ra cái lắp này mở ra được. Bác nào hay ăn sinh tố thì mà thích chơi đồ Nhật thì cứ mua những cái đồ Nhật này, cái cối thủy tinh nó rất là chắc chắn này. Mà là motor của nó thì toàn bộ nó dây đồng, nó bền bỉ hơn các cái máy siêu hàng siêu thị rất là nhiều. Các cái hàng siêu thị thì nó chỉ mẫu mã mới nhưng mà chất lượng thì nó không bao giờ bằng tiêu chuẩn nội địa Nhật này được. Nhật thì rất là tốt. Còn máy khá là đẹp. Chiếc này bán 450.000 các bác nhé. 450.000. Mã số 5 450. $450.000.